Các bạn ơi, sắp tới Lập sẽ đăng tải thêm video ở trên kênh Lập Sutaki Gaming. Lập sẽ vẫn làm về chủ đề Minecraft nè. Và trong tương lai còn có nhiều cái tựa game khác ở trên kênh nữa. Thế nên là bạn nào chưa ấn đăng ký thì nhớ ấn đăng ký cũng như là bật cái chuông để nhận thông báo khi mà Lập ra video mới nhất nha. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. Let's go. Mày nói chuẩn bị đốt hay sao vậy? Wow. Trời ơi, Lộc xe chích lỏ các bạn à. Ê, hình như nó phát hiện mình rồi. No. Get back, get back. Vậy thôi. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thợ Săn Witherstorm. Và ở tập trước mình đã khám phá ra một cái thành phố cổ xưa gần đây các bạn ơi. Nhưng mà đúng lúc con Witherstorm á, nó mò tới và nó chuẩn bị tấn công xuống mình á. Hên là mình không sao. Và kia kìa, con Warden cũng đã bị con Witherstorm nó làm cho kiểu như là dính cái mầm bệnh á. Người đã sắp biến đổi thôi. Ôi no. Mình thì bây giờ mới khỏi bệnh, mà con Witherstorm thì nó lại bị lây bệnh con Wither. À, mà bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Blockfruit cũng như là mua game pass á thì có thể ghé ngay shop của Lộc nha. Link shop Lộc có đặt dưới phần bình luận của video á nha. Chắc là mình sẽ né né nó ra chứ không thôi là mình lại bị dính cái dịch bệnh đó các bạn ạ. À, thì không hay đâu. Và nhiệm vụ tiếp theo của mình trong ngày hôm nay là sẽ đánh bại cái con Symbian ở phía trên kia ha. Nhưng mà trước mắt là mình phải tìm cách để lên trên an toàn cái đó. Dạ kìa. Ui 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 ui. Bữa nay mình lại gần con Witherstorm, mình còn bị dính cái hiệu ứng gì mà đen thui nữa các bạn ạ. Ủa, hay là do con Warden nó kế bên mình ta? Ờ, cũng có thể lắm. Trời trời trời, động đất, động đất. Thôi thôi, đi lên trên lẹ các bạn ơi. Đồ đạc. Ừ, mình còn táo vàng hơn quá. Còn được 7 trái các bạn ơi. Ừ, chắc cũng đủ để chúng ta kiểu như ăn và chiến đấu với cái con đệ tử của Witherstorm. Mong là như vậy. Rồi tại nó ăn, bây giờ nó ăn dữ lắm luôn, nó ăn một lần một góc của cái núi luôn rồi. Mà sao lần này nó gần dữ ta? Kìa. Ê, nó nhìn mình. Ôi no, nó hút mình ơi. Con. Ê, thả ta nghe. Ê. Trời, nó hút mình, nó hút mình. Chạy chỗ khác thôi. No 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 no. Ok, mình đã né được rồi các bạn ơi. Ôi nhưng mà mình lại đứng kế bên đàn em của Witherstorm. Ấy da. Lành ít như nhiều rồi. Ê kìa kìa, nó phát hiện mình rồi. Ê nó chuẩn. Ui nè. Ấy da. Giờ mình phải làm sao đấy để cho cái con đàn em Witherstorm nó lộ điểm yếu cái đó. Và đồng thời phải né cái sức hút của con Witherstorm nữa cơ. Khó thiệt chứ. Mày đánh nó, đánh nó. Xanh chín. Ê, vẫn không đánh trực diện được các bạn ơi. Ừ. Khi nào nó mọc xúc tua rồi mình sẽ đập xúc tua, rồi từ đó mới lộ điểm yếu của nó được ha. Cách đánh thì chắc không có gì thay đổi đâu. Ê, chỉ có điều lần này hơi căng cái là con Witherstorm nó đã mạnh hơn rồi. Nó có thể hút mình rất là xa ha. Ui ui. Ây da. Nó chuẩn. Ê. Đàn em. Ê, tên này là đàn em của đàn em Witherstorm. Rắc rối thiệt sự. Ôi sao bữa nay nó không mọc xúc tua ta. Ơ hay. Mình bắn nó thử coi được không. Kìa, mũi tên không suy nhê nó được luôn các bạn ơi. Con này nó cứng lắm. Ừ. Căng rồi. Nãy giờ mình không bị nó quét thêm một lần nào nữa. Ây da. Trời, nó không quét mà nó chửi mình luôn. Tí nữa thì hẹo rồi. Trời đất ơi. Ui, bây giờ nó mọc ra mấy cái gì nhìn lạ lắm các bạn ơi. Không biết sao mà sống qua khỏi cái pha này đây. Ừ. Trên kia là con nào bị nhiễm bệnh quy đời vậy? Xong rồi. Ê, nó chuẩn qua đây. Chạy lẹ. Trước khi quá trễ. Đó. Tí nữa là ăn nguyên đoạn đó rồi. Mọc xúc tua chưa con kia?
Sao nó chưa mọc xúc tua nữa ta? Ê, nó tung chưởng, nó tung chưởng. Nó giận sức cơ. Đấy, mình không thể đánh nó được à. Mà nó thì đánh mình được. Trời ơi đất, cây cú thế nhờ. Không có xanh chín tí xíu nào luôn á. Mình chắc phải ăn một trái táo cái ông ơi, cho hồi phục nhanh lên xíu. Ê, nó chuẩn qua đây, nó chuẩn qua đây. Mình thấy cái tia rồi. Đó, 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 đó. Rồi, rồi, chiến này là lành ít dữ nhiều các bạn ạ. Mình nghĩ là mình sẽ không vượt qua khỏi trận đấu này đâu. Ừ. Phun máu đi. Đừng có dở trò như vậy nữa chứ. Thiệt luôn. Ui, ui, ui. Mày thế, mình không có bị cuốn theo. Vẫn chạy được các bạn ơi. Mình sẽ thử bắn con Wither Storm coi. Ê, nó bắn. Ê, nó chuẩn bị tung chưởng. Đó, thấy không? Không để ý là bị nó chưởng liền. Hình như cái mũi tên mình bay không tới. À đây, xúc tua đây. Mình đã thấy xúc tua rồi. Chặt xúc tua. Ê, nó đang bảo vệ xúc tua kìa các bạn. Ây da. Này thì xúc tua. Xúc tua. Xúc tua này một cái. Đâu nữa? Đây một cái nữa. Xúc tua nhìn thấy ghét. Chặt nó. Lẹ 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 lẹ. Ui, trời, nó quật. Này, này thì xúc tua. Xong phim. Chạy lại gần cái con đàn em coi. Nó sắp lộ đi miếu rồi đó các bạn. Mình tin chắc là như vậy. Ủa, nó có cái thông báo gì kìa. Đâu rồi, tên đàn em của Wither Storm rồi. Cẩn thận nha. Nó quật đau ấy. Mấy cái xúc tua này khó chịu lắm. Ở đây, hắn vẫn đây rồi các bạn. Ủa, lạ nhờ. Chắc chiến này á, mình phải kiểu như là phá hủy nhiều cái xúc tua hơn thì nó mới lộ điểm yếu á các bạn. Ừ, mình đoán vậy. Nãy giờ mình chặt được 3 cái xúc tua rồi mà chưa thấy nó lộ điểm yếu á. Căng thiệt chứ. Ở đây, đây, bên đây còn vài cái xúc tua nữa nè. Mình thử mình chặt hết luôn coi. Coi coi nó có lộ điểm yếu ra không. Ui da, trời, nó quật, nó quật. Cái xúc tua. Ok, 4 cái rồi đó. Chuẩn bị đi. Ừ, nó bắn tùm lum, nó bắn tùm lum rồi. Nó tức lên rồi, nó tức lên rồi. Cay lắm chứ gì. Cái tên kia. Ê, cướp dân làng bị phơi nhiễm bệnh của con Wither kia. No. Cái tên này. Tên cướp. Này thì tên cướp sửa luôn. Ui da. Trời đất, trời đất. Trời. Nó chặt mạnh ơi. Bây giờ mình yếu như cũng bún gì đó. Ồ, nó quýnh cái nào là thốn cái đó các bạn ơi. Nào nào, lộ điểm yếu đi. Sao cái tên này người dai như đĩa vậy. Ơ kìa. Ui, nó biết đặt bom luôn hả. Trời. Con này giờ nó tiến hóa. Nó có nhiều skill phết. Gì nữa đây. Ui, đặt bom nữa. Tên này, chơi mà chơi đặt bom. Chạy luôn. Ui, nó triệu hồi ra mấy cái con quái vật nhiễm bệnh cơ. Eo. Ê, Wither bắn xuống đây. Có chân. Đổ kìa, nó bắn đàn em của nó luôn kìa. Khiếp thiệt chứ. À, có xúc tua đây à. Chặt luôn. Ngon lạnh. Ê, cái gì đó. Trời, nó đánh lén. Được chưa đó. Hình như nãy giờ nó không lộ bất kỳ một cái điểm yếu nào luôn. Ê, sao lần này ngộ vậy ta. Ở đây, đây. Nó lộ nè. Yes. Trời. Mình đánh được có 2 cái thôi. Ô, bây giờ nó lộ, nó sẽ không có hiện thông báo giống như lần trước các bạn ơi. Mấy lần trước nó có hiện dòng chữ màu tím, lần này thì không á. Ui, nấp. Ừ, nó là phép. Ui da, trời, nó bắn. Đánh thằng ơi. Cái con này quá đáng lắm luôn á. Nào, đánh chính cái đi. Không xanh chín gì trơn. Ê, cái này giống như quạt ba tiêu đó các bạn. Hình như mình đẩy nó được. Ngươi lại gần ta. Ta sẽ thổi ngươi lọt xuống dưới. Tính ra cái quạt ba tiêu hôm qua lượm được cũng ngon phết đấy. Ơ, nó làm gì cơ. Ê, đừng nói nó bắn bơm nha. Đúng không? Ủa không, nó làm gì á. Ồ, kỳ lạ. Trời, trên đầu mình là Wither Storm. Dưới này là đàn em của nó mà nãy giờ. Cái núi chà bá lửa mà nó muốn tàn phá hết rồi đó các bạn. Chạy. Nó chuẩn bị làm cái gì ấy. Đợi nha. Ê, hình như nó lộ đi miếu các bạn ơi. Tốc độ. Mình không có nhiều thời gian.
Lê 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 lê. Phải không? Nó rồi. Ủa? À, đây đây đây, nó bên đây, nó bên đây. Đúng rồi, đúng rồi. Lấy cây kiếm có nhiều đam hơn. Ờ, ủa mình cất ở đâu ta? Chặt nó. Ui chặt được hai cái rồi các bạn ơi. Ok, không sao không sao. Mình sẽ cố thử thêm tầm 2 lần nữa các bạn. Ừ, tầm nửa cái máu này là phải thử 2 lần nữa thì mới đánh bại được nó. Kiên trì thôi, giống như lần trước vậy đó. Tiếp tục phá những cái xúc tua nè. Gì đây, gì đây? Phép gì nữa đây? Ui, nó gì, nó gì, nó gì? Hình như sau cái đợt này là nó sẽ bắt đầu kiểu như lộ đêm miếu á các bạn. Kìa. Nó làm chủ. Ui. Né nhẹ cái liền. Ê, mình lượm mũi tên của nó được không? Ui, không lượm được. Ây da. Hên quá, mình có cái chổi này các bạn. Ui, giờ mình cũng bị bay lên nữa. Ui, quá chung, quá chung. Hên, đỡ khiên được. Không sao hết. Let's go. Ê, tranh thủ lúc này mình bắn con Wither Storm thử coi. Ê, nó bắn mình lại. Ê, xin lỗi, xin lỗi. Ê, mình bắn nó không sao, nhưng mà nó bắn mình là có sao nha. Đánh thằng ơi. Ê, kìa, kìa, kìa. Nó lộ đi miếu rồi. Ê, chỗ này bị vướng. Tốc độ, tốc độ. Cơ hội không có nhiều các bạn ơi. Hai cái nha. Một, hai. Ui, không kịp cái thứ ba. Không sao, không sao. Hai cái là tốt lắm rồi. Yes. Ui, ui. Mình đã bắt đầu bị phơi nhiễm dịch bệnh từ con Wither Storm siêu cấp này các bạn ơi. Ây. Ui da, mình sẽ né một xíu. Tại vì bị dính cái này mình sẽ rất là khó khăn trong cái việc hồi phục luôn á. Đó, mình hồi phục nó cũng... Ủa, nó cũng hồi phục mà ta. Nhưng mà cảm giác là nó sẽ không an toàn lắm các bạn ơi. Ok, máu mình đã ổn hơn rồi. Tiếp tục phá những cái xúc tua để cho nó lội điểm yếu tiếp ha. Ui, nó nhảy kìa. Ấy da. Hên, mình né được cái trái TNT của nó rồi. Không là nổ tanh tạnh. Ê. Ui da. Cái con này ý, nó quyết tâm nó dí theo mình để nó nổ mình các bạn ơi. Con này lại thì chứ. Ê, đệ của nó bây giờ mặc giáp kim cương luôn hả? Anh thằng ơi. Biếp tới vậy luôn. À kìa kìa, điểm yếu, điểm yếu. Đúng không? Lỗ chưa? Ấy da, trời trời, nó đang triệu hồi. Đánh lẻ, đánh lẻ. Ui, một cái nữa. Ủa, hình như nó hồi máu kịp các bạn ơi. Oh, what the hell. Né ra, né ra. Đừng có lợi gần tôi. Không chơi với mấy người mà hay đặt trái TNT rồi nổ người ta vậy đó. Hình như nó cũng sắp kiểu như là độ đi miếu rồi đó các bạn. Theo như tính toán của mình thì chắc tầm 2 đợt nữa. Rồi, nó xài một skill rồi nè. Ý. Ui, nó triệu hồi thêm xúc tua rồi. No. Thứ mình cần là nó sẽ lộ điểm yếu cơ. Con Wither Storm thì đang cố gắng hỗ trợ cái đàn em hết sức cơ. Hay thiệt chứ. À kìa kìa, nó chuẩn bị lộ điểm yếu rồi các bạn. Cố lên một cái nữa thôi, mình chặt đúng. Đây rồi. Ấy. Ấy xong hả? Ủa sao giờ nó trâu vậy? Ui. Có vẻ là nó trâu hơn rồi các bạn ơi. Mình không kết liễu được. Ui dạ. Ui ui ui, tôi lỡ thôi. Ui, mình lỡ dùng cái quạt ba tiêu, mình bay cao quá các bạn ơi. No. Không. Ui dồi. Ui da. Ngựa ngựa sai cái quạt ba tiêu kiểu gì vậy? Tí nữa thì chúng ta đã kết thúc tại đây rồi. No. Hên hên, cái ngọc Ender đã cứu mạng mình các bạn ơi. Hay cay được chứ. Cái con này nó đã bắt đầu hồi máu lại rồi, mình phải phá xúc tua lẹ thôi. Nó bắn mình hoài, bắt buộc là mình phải nhảy liên tục vậy nè các bạn. Ê, nó mọc xúc tua, phá tiếp. Ủa, nó lội liêm miếu. Đây, 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 đây. Yes. Lần này thì thành công rồi các bạn ơi. Let's go. Nó rơi ra rất nhiều là tenet dust luôn nè. Lấm, 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 lấm. Oh, và con Wither Storm cũng bị mất máu nữa.
đánh con này nhưng mà Witherstorm lại bị mất máu nha. Kiểu hai con này nó có một cái sự liên kết gì đó hay sao các bạn ơi? Hình như vậy. Ê, có khi nào nó nằm đóng giống lần trước không ta? Ừ, cũng có thể lắm nha. Chưa, để mình trèo lên trển coi thử như thế nào. Cẩn thận, để ý coi coi nó có bắn mình không. Nó bắn rồi còn chạy. Ủa sao con Witherstorm nó hết kiểu như chiếu cái chùm tia rồi? Bình thường nó sẽ chiếu cái chùm tia để nó hút á các bạn. Mình sẽ... Ôi, nó hồi phục máu full là. Ây da, có vẻ là mũi tên bắn nó không xi nhê. Ờ, mà cũng lạ thiệt. Tính... Ờ không sao. Tính ra hôm qua á, các bạn biết không, là mình đang ở dưới cái thành phố cổ xưa, tự nhiên mình thu gom đủ những cái miếng panel là nó tự động dịch chuyển lại mình luôn à. Ờ, tự động kích hoạt luôn. Ảo thiệt. Giờ sao giờ ta? Chắc mình chạy thôi chứ. Ở đây hồi nó cuốn mình vô là đi thiệt á. Mình không còn nhiều ngọc Ender để chạy thoát đâu. Ờ, trước khi đi mình sẽ bắn nó một cái coi coi được hay không. Hình như không được các bạn ơi. Ờ, vũ khí mình cụp ấp quá. Thôi chắc phải chạy rồi. Đợi đấy, con Witherstorm kia. Rồi sẽ có một ngày mình sẽ nhảy lên vậy ha, quýnh cho nó gãy răng. Ừ, ngọc lục bảo lượm luôn. Phạm vi ảnh hưởng của nó bây giờ mở rộng phết đấy các bạn à. Từ tiết đằng kia mà qua tới bên đây luôn nè. Gớm không? Thôi, mình sống sót sau khi đánh bại đàn em của nó là quý lắm rồi. Và cũng như mình đã thu gom được 6 cái miếng panel này. Tiếp theo thì chắc là mình sẽ đi săn tìm Redstone Heart các bạn ơi. Cái này thì... À, mình quên rồi, để mình đọc sách cái đã. Ui, ui, nó kích hoạt lại rồi. Ê, như nó kích hoạt cái đó là nó bắt đầu đi săn mình tiếp á. No, 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 không có thời gian để chúng ta đọc sách đâu, chạy trước các bạn ơi. Tới đây mình nghĩ cũng khá là an toàn rồi đó. Để chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về cái vụ chế tạo vũ khí xịn sò ha. Ok, đầu tiên là Redstone Heart. Cái này thì theo như dự kiến là mình phải qua The End hoặc là qua bên thế giới Eder đó các bạn ơi. Ủa lộn, thế giới Blue Sky chứ. Vẫn còn một cách cuối. Trời ơi, bữa giờ mình đọc mình bị thiếu cái cách cuối cùng nè các bạn. Là mình sẽ triệu hồi và đánh bại con Wither bình thường và sử dụng cái sao Nether chế tạo Redstone Locator. Và theo cái đó để chúng ta tìm thấy một cái công trình gì ở dưới lòng đất á. Và đánh bại cái con ở dưới đó mình sẽ được cái Redstone Heart ha. Mình thấy đó là một trong những cách dễ nhất. Các bạn biết không, mình đã có được 2 cái đầu xương đen rồi. Mình còn thiếu đúng một cái nữa thôi các bạn ơi. Hay là chúng ta qua địa ngục lại đi ta. Và trước khi trở lại địa ngục thì để mình lấy cái đe. Hình như mình không có đem theo cái đe thì phải. No. Vậy thì mình sẽ chế tạo một cái bàn chế tạo. Rồi sau đó lấy sắt ra. Và chúng ta làm cái đe ha. Đây, một cái thôi. Bởi vì mình có rất là nhiều sắt này các bạn. Tranh thủ ép vô vũ khí đi. Mình sẽ ép cho cây kiếm của mình sắc bén ha. Đây, sắc bén cấp độ 3 luôn. Quá ngon. Cái ủng thì chắc là mình sẽ ép cho nó cái dòng rón rén nhanh đó các bạn. Ủa, không ép được hả? What? Ôi, hai cái ủng mình không ép được rón rén nhanh rồi. Ủng vậy trời. Hay. Thôi thì mình ép tạm vô cái ủng kim cương đi. Ở cái gì? Ủa, sách này không ép được hả? À, nó ép vô cái quần. Trời đất ơi, quê xệ. Ép vô cái quần các bạn ơi. Đây, mình đã có được một cái quần rón rén nhanh rồi. Yeah, mới mốt mà mình ngồi giống như vậy nè, mình vẫn di chuyển rất là nhanh nhẹn ha. Im luôn. Mà sẵn tiện mình đang dư ít kim cương nè các bạn, để mình nâng cấp cái ba lô mình lên cái đi ha. Đặt cái bàn rèn xuống. Ba lô thì mình sẽ cho vô. Hồi lộn, mình sẽ lấy cái bà lăng upgrade trước. Rồi, nâng cấp nó lên thành cấp độ kim cương. Rồi từ đó cho cái ba lô và cái nâng cấp này vô, để biến ba lô mình thành cấp độ kim cương. Đây là cấp độ cho mình gần như là nhiều nhất rồi đúng không ta? Còn nâng nữa được không? Ồ,
Còn đăng lên được Netherite nữa cơ. Wow, bởi năng luôn không các bạn? Mình có được, để coi coi mấy ta. Hình như là... Ủa, mình có được có một vùng hả ta? Ờ vậy không nâng cấp được rồi, hôm bữa xài hết trơn rồi. Thôi không sao, xíu nữa mình qua địa ngục mình khám phá. Mình đi săn xương đen nè, sẵn mình sẽ kiếm thêm ha. Quay quay quay, mấy con này đi ra chỗ khác đừng có lỡ gần làng tôi. Ui hình như con Witherstorm nó sắp trở lại làng rồi các bạn ơi. Tranh thủ. Ôi thôi thôi thôi, để bác dân làng ngủ đi các bạn. Mình tính vô mình mượn cái giường mình ngủ ké. Nhưng mà thôi, mình sẽ bước qua địa ngục liền á. Hình như mình quan bển là bên đây nó sẽ không có lót map ra được các bạn. Nên là chắc dân làng sẽ an toàn thôi. Nhưng mà cái lúc mình trở về thì mình không đảm bảo nha. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm đầu xương đen thôi. Thánh thần ơi. Cái ổng của mình á, nó có tốc độ linh hồn các bạn. Qua cái vùng này chạy khí thế luôn nè. Kế đây nó có cái pháo đài cho mình luôn. Ồ, xương đen hello. Mình chợt nhớ ra là mình có kiếm nhặt ba các bạn ơi. Lấy nó mà đi săn thôi. À, mình nghĩ là cái xác suất mình nhặt được cái đầu xương đen nó sẽ tăng lên rất là nhiều cho mà xem. Lần trước mình không có dùng nhặt. Mà bây giờ có dùng nhặt chỉ săn vài con thôi là được nè. Nice. Đủ chi tiêu luôn rồi các bạn. À, nhưng mà bây giờ thì chắc là mình sẽ đi kiếm thêm Netherite không ta? Để mình nâng cấp ba lô á. Mình sẽ lút thử vài rương coi. Mình sợ trong này nó không có ấy. Thường thì ở Bastion các thứ đâu mới dễ có Netherite cho mình cơ. Ừ đúng. Mình có dư mấy cái cục này mà nha. Hay là mình đánh boss ta? Đánh boss nó cũng rơi ra Netherite thì phải. Chưa mình nén nó lại cái. Có 4 cái à. Đó. Ok. Giờ đem nó đi tìm cái khu vực đánh boss thôi. À, cái Bastion này, ủa lộn, cái pháo đài này có không ta? Sao mình nhìn giống như không có vậy? Ui, thêm một cái đầu xương đen nữa cơ. What the hell? Dược chí tiêu luôn rồi các bạn ơi. À, đây. Cái chỗ đánh boss nó nằm ở hướng này lận. Nhưng mà khoan, chỗ này mình đánh chưa mới là vấn đề. À, chưa. Còn hiệu ứng đầu chậm là chưa đánh các bạn ơi. Ok. Vậy thì chần chờ gì nữa. Mình sẽ lại sao mong nó. Đặt cái cục này vô. Ok. Chạy tôi. Nó đã hồi sinh rồi. Dẫn chiến thuật cũ các bạn ơi. Là lấy cung mà nã nó thôi. Con này giáp lá cà là... Lỡ ông ta mình thử đánh thôi. Ui da, đó. Giáp lá cà là rất là khó để ăn nó. Tại vì nó đập thốn lắm. Ừ. Thôi. Cái nào dễ thì mình ưu tiên á. Dù sao mục đích chính vẫn là đánh nó để chúng ta đi kiếm Netherite mà. Ủa. Tôi lên tầng 2 rồi các bạn. Cẩn thận nha. Nó bắn trúng là cũng mệt mỏi đó. Ok. Tiếp tục. Công đoạn này thì chỉ cần mình kiên nhẫn thôi là được. Dương cung hết cỡ nha. Bữa giờ cái cung này tính ra nó cũng trợ giúp mình rất là nhiều rồi đó. Ủa. Nửa cây rồi. Xíu nữa thôi. À, nó cây cứu lắm. Rồi, ê, nó chuẩn bị lên tầng tiếp theo. Mình lên trên mình đón nó luôn. Nó. Hách cái não nó liền. Tầng này bắt đầu có xương đen canh gác rồi các bạn ạ. À. Hên là nó không qua hướng này. Mình vẫn có thời gian để bắn con boss Netherite Monstrosity này thêm một vài hit nữa. Ui. Trời ơi, nó chậm. What the hell? Ê, bật khiên lên. Ui may thế, mình bật khiên kịp các bạn ạ. Không là bị đánh lén ngẫm rồi. Mẹn đó coi. Wow, cái gậy phép nó đã cứu mạng mình một cái rồi. Nguy hiểm quá. Ok, tiếp tục. Nó đâu rồi? Ủa, à đây, nó bò qua đây tiếp. Ủa sao quen thuộc vậy ta? Ủa, mình bị đề da vui sao vậy? Lần trước cũng bị gan vậy nè các bạn. Cũng như kịch bản lần trước á. Yeah. Con này xác định với mình. Ê, mình có kiếm nhặt để coi. Dùng kiếm nhặt nó có được nhiều hơn hay không. Hey. Được chứ. Ý, thành công rồi. Ý xài. Nằm một đống và rớt đầu đi. Yeah. Mình thấy rồi nha. Rất là nhiều vụn Netherite các bạn ơi. Ta-da, 12 vụn lận. Ôi, nó còn cho mình một cái đĩa nhạc Titan gì cơ. Wow. Ok, thứ mình cần tìm thì cũng đã có rồi. Giờ thì chúng ta sẽ
chế tạo phôi netherite thôi các bạn ơi. À, mình sẽ cần thêm một chút vàng nữa. Đây. Các bạn thấy cách cậy netherite này như thế nào? Mình thì thấy khá là nhàn luôn á. Lấy cái cây cung bắn chéo chéo một cái thôi là có cả đống netherite xài rồi. Và ba lô netherite đã có nha. Xem coi. Ồ, nó to hơn cũng không nhiều lắm các bạn nha. À, thôi kệ đi. Nó bự hơn là vui rồi. Để nhờ vậy á, mình mới có chỗ mà chế tạo á. Nè, mấy cái ô này là ô chế tạo nè. Nãy giờ là không có chế tạo trong ba lô được. Rất là khó chịu ha. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một ít cát linh hồn nữa để chúng ta chuẩn bị mang về và triệu hồi Boss Wither. Ê, nhưng mà mình hết thức ăn rồi các bạn. Ở đây có mấy cái con hút lên đâu, mình đi săn heo coi. Chứ không có thức ăn là không đánh được con Boss Wither đâu á, đói bụng. Chắc tốt nhất là mình về nhà săn cho nó dễ. Ồ lộn, về thế giới thượng săn cho nó dễ. Ừ, cái gì vậy? Ủa, mới về mà. Chạy thôi bò ơi. Chạy. Rồi luôn rồi, ngôi làng kia. Xác định rồi. Ủa sao mình về đúng lúc vậy trời? Nó vừa tới luôn các bạn ơi. Chạy lẹ. No. Cái con kia sao ngươi nhanh vậy? Trời đất. Coi tới nước này thì chắc là mình phải lên thuyền thôi các bạn. Trước mặt mình là một cái vùng biển rồi. Ok. Tạm biệt đất liền, tạm biệt ngôi làng. Trời ơi. Ngôi làng đó mình đã ghé qua rất là nhiều lần hết các bạn. Lần trước mình ghé vô để mình qua địa ngục. Lần này cũng vậy, và cái kết là mình vẫn báo người ta. Hình như tổng cộng là mỗi tập là mình sẽ báo một ngôi làng hay sao á. Quen lắm. Và ngôi làng kia là ngôi làng được chọn rồi. Trời ơi, mình mà không đi kịp chắc là mình cũng đã xong đời rồi đó các bạn. Ok, mình đã bỏ nó được một đoạn rồi. Cứ tiếp tục như vậy đi, tới khi nào mà nó an toàn hẳn thì mình sẽ bắt đầu đi săn thịt ha. Hoặc là trên đường đi gặp heo thì mình cũng sẽ săn thêm luôn. Gì xem xét nữa. Mình nghĩ mình săn như đây thịt thì chắc đủ để chúng ta đánh boss rồi đó các bạn. Ok. Và để đánh boss nó an toàn hơn á, mình nghĩ là mình nên đánh ở dưới lòng đất thay vì là đánh ở trên đất liền ha. Chỗ này của hàng mình thấy khá là ổn đó. Ok. Mình sẽ quyết định setup chỗ đánh boss ngay tại khu vực này luôn. À, mình cần thêm 3 cái đầu xương đen nữa. Đặt ở vị trí... này. Ok. Nó sắp hồi sinh rồi các bạn. Ăn trái táo vàng cho chắc cú không? Không, mình để khi nào cấp bách đi. Rồi, và lúc đầu thì mình cứ dùng cung để mình bắn trước đi ha. Lấy lợi thế các bạn. Vội, không có vội gì hết. Ê! Witherstorm! Anh thằng ơi, đánh boss Wither mà Witherstorm nó lợi nó giả chuyện nữa. No. Nè, nó bảo kê đàn em của nó kìa các bạn. Ây da. Cắn rồi. Ây, nó có đại ca kế bên, nó hồi phục máu nhanh quá. Mình đánh nó xong là nó hồi phục liền rồi các bạn. Yêu. Nữa cơ, nó hồi phục nữa cơ. Ôi con này hách lỏ rồi. Ây da, kim cương. Mình phát hiện kim cương kế bên. Chưa, để mình hạ nó trước rồi đó. Con kia. Ây. Này. Ui, nó nổ. Ui, những lúc mà nó gồng như vậy nó nổ rất là đau luôn á. Không xong rồi. Chạy thôi các bạn ơi. Ui. Con Wither này nó bị điên rồi. Nó phát điên rồi các bạn ơi. Nó nổ kinh thiệt chứ. Ây da. Nó chạy. Kìa, nó chuẩn liên hoàn cơ. Này thì Witherstorm. Witherstorm. Ê, ủa lộn, Wither thường. Ê, chạy. Mình không còn nhiều táo vàng. No. Ôi, đâu vậy? Ui. À. Ê, nó nổ nữa đó. Không biết là có đánh bại được nó hay không nữa. Mà với cái đà này thì khó lòng mà đánh bại được các bạn ơi. Nó quá là mạnh luôn á. Ê, tranh thủ đào kim cương đi. Bỏ ổn. Ui, nó tới. Mẹn đất ơi. Chưa bao giờ đánh Wither mà nó áp lực như vậy luôn á các bạn. Ây da, nó nổ. Thật. Ủa, ê, con Witherstorm rồi. Ủa, Witherstorm biến mất rồi các bạn ơi.
Ồ oh. Ê ê, có chừng nó nổ. Ok, vẫn chưa hạ được nha, nó nửa cây máu hoài luôn á. Mình sẽ thử đổi vũ khí coi. Ui ui ui, cứ đánh nó xong rồi nó hồi phục thì tới khi nào mình mới hạ được nó đây hả? Trời đất, ông này, nếu đã tới nước này rồi chỉ còn nước là mình kích hoạt cái gậy tăng khả năng phòng ngự lên các bạn ơi, để nó đỡ vài hit cho mình. Ok, khô máu thôi. Ui ui, nó phá tới bedrock rồi. Ây da, ê nó nổ, nó nổ, có chừng, có chừng, có chừng. Ui ui, cái gì đây, cái gì đây? Trời ơi, nó phát điên lên rồi. Một xíu nữa thôi. Ê, cố lên các bạn. Ui, nó trưởng đâu vậy? No 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 no, hồi phục lại cái. Ui, Wither Storm xuất hiện lên rồi. No, mình không có nhiều thời gian đâu. Một là mình nằm xuống, hai là nó nằm xuống. Ê, ê, có chừng nó nổ. Ê, còn có đại ca nó hỗ trợ. Đấy rồi, đi coi. Một xíu nữa. Ok, một trăm máu thôi. Ê, con Wither Storm này. Ủa, lộn, Wither này. Ê, ê, Wither Storm đang tấn công xuống đây. Ê, ê. Ủa, nó lại đánh hơi ra được mình rồi. Ê, vô men. Ui, ui, có chừng, có chừng. Ui, không được các bạn ơi. Mặc dù mình đã có được Sam Nader nhưng mà tiếp theo mình còn phải chạy trốn khỏi đây trước rồi đó. Chạy càng xa càng tốt nha, trước khi quá trễ. Lâu lâu cũng để ý coi nó có chiếu cái tia gì xuống mình không, để còn biết đường mà né. Ui, có, né, né, né ra cái. Ăn chọn cái tia đó là là cút thiệt á các bạn ơi. Oh my gosh. Ok, không sao, không sao. Lên tiếp thôi các bạn. Ê, nó đâu vậy? Ê, nó ngay đây, nó ngay đây. Quay xe. Ủa lộn, quay xuồng. Ui, ui. Ê, ê, ê. Tả tôi ghê. No. Phóng qua đây, phóng qua đây. Làm ơn, làm ơn. Ok, ok. Không ổn các bạn ơi. Ê, bị dính được rồi. Ơ kìa, mình sẽ xác định hướng cái đó, hướng này. Chạy được đi. Please. Please. Yes. Ôi, nó không tha cho mình rồi. Mình sẽ dùng quạt ba tiêu mình thổi nó. Ôi, thả ta ra. Cái con kia. Trời ơi, nó bỏ mình vô miệng rồi các bạn ơi. Bắn vô mặt nó, bắn vô mặt nó. Không bắn được. Ê, bắn được, bắn được. Đúng không? Bắn vô mặt người nè. Wither Storm. Ý, nó nuốt mình qua đây. Ê, mình bắn vô mắt được, được hay sao á? Đúng rồi. Yes. Ha ha. Ù mỏ chưa cưng. Chạy 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 chạy. Ui, hết xuồng rồi. Hấp 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 hấp. Ok, điểm yếu của nó là cái mỏ các bạn. Mình quýnh cho nó phù mỏ là nó sẽ nhả mình ra ha. Yêu. Ây, nó chuẩn bị chưởng mình. Nè nè nè, trước nè trước. Ok, ổn ổn ổn. Ui da, hên thiệt chứ. Hết ngọc Ender luôn rồi, vậy là mai mốt mình phải cày lên ngọc Ender cái đó. Căng thật. Ui 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 ui. Chạy thôi, chạy thôi. No 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 no. Oh my god, oh my god. Sợ nghen. Ui, cuối cùng cũng thoát rồi. Thế nhưng đổi lại, để có được cái sao Nether này, mình đã gần như là hư luôn cái set giáp hiện tại rồi các bạn ơi. Ừ, chắc là công việc sắp tới của mình á là mình phải đi tìm một ngôi làng nào đó thiệt là nhanh, rồi dạy dân làng kiếm cái cuốn sách sửa chữa để chúng ta sửa lại bộ giáp này thì mới có thể tiếp tục hành trình được. Và sắp tới cái sao Nether này sẽ được mình chế tạo và nâng cấp nó lên thành một cái món đồ đặc biệt để giúp... À dạ, cái tên này, đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Để giúp chúng ta có thể kiểu như là tìm kiếm được cái con boss tiếp theo ha. Ok, hy vọng là vậy. Rồi, và bạn nào có nhu cầu mua ạc, drop và lock fruit cũng như là game pass á, thì có thể ghé ngay shop của Lộc nha. Lên shop Lộc có đặt dưới phần bình luận video ấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trên hành trình đánh bại Wither Storm. Còn bây giờ thì
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.